Xin chào các bạn, nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ trên kênh. Trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người dự án ăn chia 300.000 token CMN đến từ sàn CoinTiger nhé. Để tham gia dự án này thì mọi người cần có một cái tài khoản trên sàn CoinTiger. Mọi người sẽ đăng ký tài khoản ở dưới phần mô tả cho mình nhé. Đây cái sàn của CoinTiger như thế này nhé. Đấy, mọi người sẽ đăng ký cho mình. Mình sẽ để link đăng ký tài khoản CoinTiger dưới phần mô tả cho mọi người. Mọi người chỉ cần đăng ký thôi là cần không cần phải KYC đâu nhé. Sau khi đăng ký xong thì mọi người sẽ vào đây đăng nhập vào, mọi người sẽ làm các nhiệm vụ trên cái biểu mẫu glam.io cho mình. Đầu tiên ở đây mọi người follow kênh Twitter cho mình trước tiên. Ở đây mọi người nhập mã captcha cho mình. Rồi, đã follow. Tiếp tục follow kênh Twitter này. Bấm follow mình. Ở đây bấm theo dõi. Rồi, quay trở lại. Bấm vào continue. Ok. Tiếp tục retweet là bài đăng. Bấm retweet. Ok, bấm tweet lại cho mình này. Rồi, sau đây bấm thả tim. Ok, quay trở lại. Bấm vào continue cho mình. Rồi. Tiếp tục mọi người sẽ join vào ba kênh Telegram này nhé. Ở đây join vào kênh Telegram. Ok, ở đây bấm join. Rồi. Ok, quay trở lại. Tiếp tục bấm vào continue. Rồi, join vào kênh Telegram tiếp tục. Bấm join cho mình. Ok, quay trở lại. Bấm vào continue. Rồi, tiếp tục join một kênh Telegram tiếp tục. Tham gia cho mình. Rồi, quay trở lại. Bấm vào continue. Ok. À, tiếp tục ở đây mọi người sẽ nhập username. Đây tức là mọi người sẽ nhập username UN brand. Tên người dùng Twitter của bạn và của bạn. Telegram. Ở đây mọi người sẽ nhập username Telegram của mọi người vào nhé. Username tài khoản Telegram mọi người sẽ vào Telegram cho mình. Ở đây nhá. Sau đây bấm trở lại này. Bấm vào ba gạch này. Sau đây bấm vào avatar này. Ở đây mọi người sẽ có username này, đấy, mà copy cho mình, sau đấy gửi vào đây. Nhớ gắn cả account nữa. Rồi, sau đây bấm continue. Ok. Và nhiệm vụ cuối cùng ở đây thì mọi người sẽ nhập UID tài khoản trên sàn CoinTiger nhé. Mọi người sẽ vào sàn CoinTiger cho mình. Ở đây mọi người sẽ mở sàn CoinTiger lên. Ok, xong vào khi vào đây rồi, mọi người sẽ bấm vào đây cho mình này. Ở cái phần avatar đây này. Rồi mọi người sẽ có UID đây nhá. Mọi người copy cho mình cái UID này. Bấm sao chép rồi. Sau đó quay trở lại. Mọi người sẽ bấm vào đây, mọi người sẽ gửi cái UID vào đây. Sau đây bấm continue. Ok. Như vậy chúng ta đã hoàn thành các cái nhiệm vụ. Ở đây cái dự án này nó không có red nhá mọi người nhá. Đấy, sau khi mọi người hoàn thành thì mọi người sẽ chờ đợi thôi. Nếu như mọi người trúng thưởng thì token nó sẽ gửi về sàn CoinTiger cho mọi người. Ok, như vậy là mình hướng dẫn mọi người dự án ăn chia 300 token CMN đến từ sàn CoinTiger. Cảm ơn mọi người đã xem video. Tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người những video và dự án tiếp theo.